chỗ đó. Đi cái hộp mụn thôi. Uống sữa không? Bơ. Bơ ra. Không có uống sữa không? Không bú được xí cái ngủ cha. Trừ tên xí nó về cháu bú tiếp đấy. Bú tiếp vào tầm 6 giờ ra là được rồi. Bé Hương, bé Hương. Để thằng kéo với nó qua mình nó xí được mạnh quá. Kéo được không? Chắc là tầm 20 giờ là có. Cầm vào đây luôn. Mua cái điện thoại mà chặt vật. Mua cái điện thoại mà chặt vật chứ. Đậu chân Yến qua đêm được. Anh à, đậu chân Yến qua đêm được. Bơ à? Ngủ chưa tới. Còn ngủ nữa. Ngày mua bánh bà em cúng tiền cho Yến hết chưa? Thu nhập thêm đó. Ngày 13 tháng 4 triệu mấy rồi.
Giờ chờ anh mới đau cổ à? Giờ chờ anh mới bị đau cổ à? Em đau từ hôm qua. Hôm qua chảy mũi nước mới đau cổ rồi. Chưa. Còn mà, qua không nói anh thôi. Mơ sáng thì thấy ho ho á. Cái này đi ho không? Sáng tự nhiên dậy thấy ho vậy sợ. Đau bụng dữ ghét. Chứ kêu để đi ăn nữa. Này. Chứ kêu để đi ăn nữa. Ý là xong đi đón rồi về đi ăn luôn không? Ừ. Cảm ơn tại anh có gãi không mà thấy. Trừ trở đây về sớm đi thì đó, về chờ anh quay xong cái anh đi đón anh đi để Yến quay. Yến ơi, quay bây giờ Yến ơi. Để đó anh đi đón anh về rồi anh bồng lên cho bây giờ anh bồng xíu. Dạ, anh bồng xíu. À, em bật xe lên cho anh Giang chở đi vòng vòng vòng. Lạnh không? Không có con nè. Sao lạnh? Đi với anh.